Người ta thường nói, sống trên đời này đừng nên coi thường bất kỳ ai, đặc biệt là những thằng có khả năng du hành thời gian. Bởi hiện tại có thể nó nghèo khổ rách nát, nhưng về quá khứ ghi con đề thì sau 6 rưỡi nó sẽ trở thành bố thiên hạ ngay. Anh chàng này cũng y chang như thế, giết người vô số thành tử tù sắp phải ngắm gà khỏa thân. Vậy nhưng trong nháy mắt anh ta đã trở thành sát thủ bóng đêm của hàng thế ký trước. Chớp mắt một cái anh ta đã thoát khỏi xiềng xích, cầm kiếm lên chấp hết các loại gió mùa. Một mình anh Tả Sung Hữu đột giữa đài sử tử cứu bạn gái thoát khỏi cảnh máu chảy đầu rơi. Họ xong giao hợp bích phá vòng vây chạy qua các mái nhà dễ như đã luyện thành lăng ba vi bộ, đi đến đâu là kẻ địch nhận được vé xuống chầu Diêm Vương. Vậy anh chàng này là ai mà lại có khả năng phi vào tường như vậy? Thì mời các bạn đến với bộ phim vô cùng hấp dẫn, Sát thủ bóng đêm nha. Fisher sống cùng với mẹ ở vùng ngoại ô thành phố. Một hôm cậu vừa đi chơi về vào đến cửa nhà, Fisher đã cảm nhận được một không khí vô cùng lạ. Cậu từ từ bước vào và gọi mẹ nhưng không hề có ai đáp trả lại cả. Fisher đi đến phòng khách thì thấy mẹ đang nằm dài trên ghế và bất động cùng với một người đàn ông lạ mặt. Khi người đàn ông đấy thấy Fisher, anh ta liền bảo cậu trốn đi, nếu không sẽ bị bắt lại mãi mãi không thả ra. Sau 30 năm giờ đây, Fisher đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, nhưng dậy thì không thành công nên anh lại mang tội danh giết người. Trước khi bị xử tử, Fisher đã được gặp cha xứ ông đến đây để rửa tội cho anh cũng như soi sáng con đường xuống hoàng tuyền. Nhưng hiện giờ điều đấy đối với Fisher chẳng còn quan trọng nữa. Anh đần người ra rồi nhìn những bức tranh trên tường, đó là chân dung những người mà anh đã đưa đi gặp ông bà tổ tiên. Sau đó Fisher được mang tới nơi mà anh bị kết án và hành hình. Fisher biết mình không thể nào chạy trốn được nữa nên buông xuôi bản thân, mặc cho bác sĩ gây tê rồi tiễn về trời. Một lúc sau Fisher tỉnh lại, người đầu tiên cậu gặp là bác sĩ Kenny. Cô giải thích vì sao anh lại nằm ở đây, thì ra bây giờ đã trở thành người chết, để bù đắp cho những lỗi lầm mà mình gây ra anh vẫn phải tiếp tục làm việc cho nhân loại. Fisher không thèm nghe lấy nửa lời mà vội vàng đi xuống giường, nhưng anh phát hiện ra hai đôi chân của mình đã bị tê liệt hoàn toàn. Fisher cố gắng hết sức vùng vẫy thoát khỏi nơi này, anh bò đi trên sàn với ánh mắt của rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình. Có điều Fisher cũng chẳng mấy quan tâm điều đó, anh chạy ra đến ngoài cửa thì há hốc mồm với khung cảnh trước mắt, đây không phải trái đất mà một nơi hoàn toàn khác lạ. Lúc này bác sĩ Kenny cũng đã đuổi kịp đến và khuyên Fisher trở lại căn phòng để điều trị, vì bây giờ cô đang là người phụ trách đảm bảo an toàn cho anh. Nếu Fisher mà xảy ra chuyện gì thì hậu quả sẽ đổ lên đầu của cô. Vậy nên bác sĩ Kenny đã nài nỉ Fisher nằm yên một chỗ giúp mình, con lạy bố báo ở trái đất đủ rồi, cải tử hoàn sinh thì thay tâm đổi tính dùng cái. Fisher bình tĩnh lại để bác sĩ Kenny đưa tới một phòng thí nghiệm, cô ra lệnh cho những người khác giữ chặt Fisher mặc cho anh có vùng vẫy, rồi sau đó tiêm cho Fisher một liều thuốc gây mê. Trước khi anh mất đi ý thức, bác sĩ Kenny đã giải thích về nhiệm vụ. Fisher phải lấy lại ký ức của một người sống cách đây 500 năm về trước. Fisher thấy mình hóa thân thành một con rồng bay lượn khắp chiến trường, đâu đâu cũng là sự hỗn loạn. Sau khi mọi thứ lại trở về với yên bình, có đám sát thủ đã thâm nhập vào một ngôi làng và tìm ra hoàng tử của hội sát thủ. Chúng đã cho người san bằng toàn bộ ngôi làng và giết hết những người dân ở đó. Những thanh niên trong làng đã đứng lên chiến đấu nhưng cuối cùng chỉ có đúng duy nhất một người sống sót. Người đấy đuổi theo xe ngựa đang chở hoàng tử, nhờ vào kỹ năng của mình anh ta dễ dàng đánh bại tất cả. Trước khi rơi xuống vực, anh ấy đã kịp dùng dây thừng buộc lại khiến cho xe ngựa lơ lửng trong không trung. Tỉnh lại Fisher bất động vì cậu vẫn còn đang dính thuốc mê. Kenny đi tới gặp cha mình và nói về Fisher. Cô hứa với cha rằng mình sẽ tìm ra nguyên nhân của sự bạo lực, bởi vì vào năm 2016 cô là người đã sáng chế ra thuốc ngừng bạo lực. Vì thế đất nước mới có thể yên bình trở lại nhờ vào thuốc của Kenny. Cha biết con gái mình là một cô gái thông minh nên hết lòng ủng hộ. Sau khi Kenny rời đi, trưởng làng đã đến và nói với bố Kenny rằng cô đã cống hiến rất nhiều cho đất nước này, nên chúng ta hãy tiếp thêm động lực cho cô bé trong thí nghiệm tiếp theo. Còn Fisher tỉnh lại trong một căn phòng trống rỗng, lúc này Kenny bước vào, vừa thấy cô anh đã lao tới bóp cổ các nhân viên. Ở bên ngoài thấy tình hình không ổn liền muốn giúp đỡ Kenny nhưng cô nói là mình ok fine, không cần quan tâm, hãy tập trung quan sát thật kỹ hành động của Fisher. Thấy Fisher kích động, Kenny bình tĩnh trấn an anh là mình sẽ không gây tổn hại hay đưa anh đi gặp ông bà tổ tiên một lần nữa. Nhưng điều này không hề có tác dụng, thấy sắp không thở nổi cô đành hứa với Fisher là mình sẽ tiết lộ về quá khứ bị mất của anh. Sau khi Kenny rời đi, các nhân viên đưa Fisher tới một nơi có rất nhiều người cũng giống như anh. Vừa thấy Fisher bước vào, họ đã nhìn anh với một con mắt lạ lùng. Bởi vì trong này ai cũng biết Fisher là một kẻ bạo lực và là một sát thủ. Vì quá cô đơn nên Fisher đã đi đến gần một người đàn ông da đen để trò chuyện. Ban đầu người đàn ông đó rụt rè giới thiệu mình từng là một người bạo lực giống như Fisher. Nhưng từ sau khi uống thuốc của Kenny, ông đã không còn muốn đánh nhau nữa. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn nhưng ở đây Fisher nhìn thấy người đàn ông mà mình gặp trong giấc mơ chưa xuất hiện ở mọi ngóc ngách. Vì quá khó chịu nên anh đã nhờ nhân viên đưa mình về phòng, đang định nằm xuống nghỉ ngơi thì người đàn ông đấy lại xuất hiện, lần này ông ta đã tấn công anh. Fisher đã phòng thủ bản thân khi thấy mình có lợi thế anh nên tấn công lại, nhân viên nhìn thấy hành động kỳ lạ của Fisher liền xông vào phòng và bắt giữ anh lại.
Kenny nhận được tin này có chạy đi tới gặp Fisher, nhưng hiện giờ anh như một kẻ điên. Thấy tình hình không ổn, Kenny lập tức đưa Fisher tới chiếc máy mà mình sáng tạo ra để anh có thể tái hiện lại những gì đã thấy ban nãy. Fisher một lần nữa đi vào giấc mơ cặp nam nữ đứng đầu của hội sát thủ đang bị trói. Người phụ nữ cho rằng hội sát thủ bị yếu là do tình yêu của hai người. Nhưng bây giờ điều này không còn quan trọng nữa, bởi vì hai người sắp bị đem đi nướng trước toàn dân chúng và hai vị vua của hội hiệp sĩ. Cứ tưởng cuộc đời của cặp đôi này đến đây là hết, nhưng những thành viên trong hội sát thủ không hề ăn không ngồi rồi. Họ âm thầm lẻn vào thành phố sát hại tất cả những người dân và các hiệp sĩ. Giờ đây thành phố được bao trùm bởi một nầu không khí âm u. Lúc này đột nhiên dây thần kinh của Fisher bị co giật, Kenny đành phải gọi bác sĩ đến cấp cứu cho anh. Một lúc sau Fisher hồi phục trở lại, Kenny tâm sự với anh về cỗ máy mà cả đời mình tạo ra. Cô biết chỉ có Fisher mới có thể giúp được mình và nhân loại. Vậy nên Kenny đã mang sợi dây chuyền mà trước khi mẹ anh ra đi đã cầm theo. Sau khi nói chuyện với Kenny xong, Fisher được đưa đến nơi mà có nhiều chuột bạch. Khi đang khám sức khỏe, một thanh niên đã hét lên rằng Fisher là một sát thủ và hắn sẽ tiễn tất cả mọi người đi gặp tổ tiên. Fisher đang ngồi thảnh thơi ngắm cảnh thì một người đàn ông già tuổi đi tới. Vừa gặp Fisher đã nhận ra ông ta chính là người ra tay với mẹ mình. Điều này khiến cho Fisher rất tức giận, nhưng ông ta lại tiết lộ cho anh một bí mật rằng mình là cha của anh. Vì muốn sự an toàn cho quả táo, ông đã hy sinh tình yêu của mình để cống hiến cho nhân loại. Cảm thấy lý do này rất vô lý, Fisher liền không giữ được bình tĩnh và lao vào bóp cổ người đàn ông khốn nạn này. Sau khi được nghỉ ngơi vài ngày, Fisher lại tiếp tục thực hiện thí nghiệm. Lần này anh thấy hai người thủ lĩnh đang chiến đấu với đám hiệp sĩ. Hiệp sĩ muốn hai người thủ lĩnh giao quả táo ra, vì nó là thứ vốn thuộc về hội hiệp sĩ chứ không phải là đám sát thủ. Phải chiến đấu với nhiều người, hai thủ lĩnh đã không còn sức. Khi mà họ sắp không thở nổi nữa, đột nhiên người đàn ông như được tiếp thêm sức mạnh diệt hết tất cả những người trong lâu đài. Ông dốc hết sức mình để trở về làng, và trong tay ông chính là quả táo bọn hiệp sĩ đang săn lùng. Đột nhiên một người đàn ông đi tới nói mình là bạn và hãy giao quả táo ra để ông cất giữ. Thủ lĩnh biết nếu quả táo còn nằm trong tay mình thì sẽ bị mất trong một ngày nào đấy, vậy nên ông đã tin tưởng người đàn ông này. Đám người chuột bạch nhân lúc Kenny không để ý, người đàn ông da đen liền dẫn đầu đàn em của mình xông ra ngoài. Một mình ông chạy tới phòng thí nghiệm mà Fisher đang ở, còn đám đàn em thì bên ngoài chiến đấu với bảo vệ. Có rất nhiều người đã hy sinh và nằm xuống, thì ra họ đều là con cháu của hội sát thủ. Người đàn ông da đen khuyên Fisher hãy giành lại công lý cho tổ tiên của mình. Ông biết chỉ có như thế mới khiến Fisher tỉnh lại, bởi vì bây giờ anh đang bị Kenny thao túng tâm lý. Biết được mình cần làm gì, Fisher một mình xông ra ngoài. Anh đứng trên đỉnh của tòa nhà rồi nhìn ra phía xa. Còn đám người hiệp sĩ họ đang chuẩn bị tổ chức một nghi lễ chào đón quả táo quay trở lại. Trước khán đài, trưởng làng mở quả táo ra, Kenny cùng với Fisher đứng giữa sân khấu. Lúc đám đông đang ồn ào, Fisher đã xin sự giúp đỡ của Kenny. Vì anh biết chỉ có cô mới là người giúp được mình lấy lại quả táo. Một lúc sau, ba sát thủ đứng trên đỉnh của tòa nhà, một con chim to bay lượn khắp bầu trời, còn trên tay người cầm đầu chính là quả táo. Cuối cùng quả táo vẫn trở về nơi mà nó được sinh ra. Đây cũng là tình tiết cuối cùng của bộ phim Sát thủ bóng đêm. Cuối cùng hội sát thủ cũng đã giành lại báu vật của gia tộc mình, và Fisher sẽ là người bảo vệ nó trong quãng thời gian mình còn sống. Nếu thấy hay thì hãy like và đăng ký nha. Cảm ơn mọi người.